Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Nêu Mùi TV Thì nói tiếp cái phần này là phần 2 của cái câu chuyện mà của chị Du học sinh chị Quế Và cũng như là cái anh Thông tài xế lái xe của má chị ở bên Việt Nam cái câu chuyện này nó tiếp theo ở trong cái phần 2 này nó sẽ có nhiều tình tiết gây cấn hơn nhiều ở trong cái phần 1 nên là quý vị cô chú anh chị nào mà đã nghe qua phần 1 rồi thì bây giờ mình là coi như là mình hóng hóng tiếp cái phần 2 này để mình nghe cho nó ra ngô ra khoai luôn quý vị. Thì bây giờ không để đợi lâu thì nêu mời vô luôn. Thì sau khi cái tình tiết là tới cái khúc mà anh Thông á ảnh dẫn chị Quế ra đi đúng không? Và coi như là nghỉ cái nghề tài xế luôn rồi và dẫn người mình yêu ra đi và cũng như là má chị Quế đã từ mặt chị Quế và từ đây về sau là không còn má con gì nữa thì bây giờ hai con người bây giờ là nói nào một người thì còn gia, gia đình ở dưới quê nghèo còn một người bây giờ là má coi như là cắt cử rồi bây giờ má là không có cho tiền cho bạc gì hết trơn bây giờ mày mày gọi là nghịch ý thì bây giờ là muốn làm gì thì làm là đi luôn không thì bây giờ nếu vậy thì bây giờ chỉ có con đường là đi đâu chỉ có quay về quê của anh Thông thôi chứ bây giờ đi đâu cái vị thì sau khi mà quay về dưới quê của anh thông rồi ảnh mới báo lại gia đình á là với ba mẹ ảnh á với chị ảnh đồ á là bây giờ ảnh muốn cưới cái chị quế này à bây giờ á là quế hy sinh á chấp nhận từ bỏ tất cả để theo ảnh cho nên là ảnh muốn chị quế phải có danh phận đàng hoàng chứ nếu mà khơi khơi dẫn con gái người ta về đây rồi ở đây rồi ngủ ở đây rồi hàng xóm người ta đàm tiếu thì tội nghiệp cho cái đời con gái của chị quế nên là anh thông ảnh nói thôi thì bây giờ một khi đã quyết chí ra đi thì ảnh á chấp nhận là ảnh cưới chị quế luôn thì bây giờ là coi như quý vị cái ngày đám cưới của anh thông và chị quế diễn ra ở dưới quê của anh thông á là một cái đám cưới nhỏ thôi tại vì gia đình nó cũng nghèo cũng không có gọi là giàu để mà bỏ tiền đầu tư làm đám cưới linh đình quý vị cái đám cưới nhỏ thôi ra mắt một số những cái người bà con hàng xóm mà gần gũi thân thiết thôi à, rồi xong rồi á bạn bè chị quế ở trên sài gòn á tụi bạn mà hồi xưa học trường quốc tế á thì bây giờ chị quế chị sĩ diện chị đâu có dám nói với là mấy đứa bạn là bây giờ chị bỏ nơ cầm giữa chừng cái chuyện đi du học mỹ đâu tại vì mấy đứa bạn là nó đinh ninh là con nhỏ này qua mỹ đi học rồi đâu có biết là chỉ mà giữa chừng mà gãy gánh mà bỏ ngang rồi đi theo trai đâu nên bây giờ cái chuyện đi chỉ đi lấy chồng là chỉ giấu luôn mấy đứa bạn của chị mà bây giờ là coi như cái ngày đám cưới cô dâu bên gia đình cô dâu bạn bè cô dâu không có một ai tới dự hết thì vòng vòng ở xóm đó khi mà hàng xóm người ta tới dự đám cưới thì dĩ nhiên người ta cũng có thắc mắc chứ người ta cũng hỏi là nghe nói là lấy vợ là cô dâu này ở sài gòn mà sao không thấy gia đình ba mẹ đại diện mà cũng không thấy uh, dạng như là bạn bè của nó ở sài gòn về dự đồ này kia không thì hàng xóm người ta cũng hỏi nhưng mà gia đình này là lấp liếm mà rồi ầu ơ với dầu rồi cho qua thì sau khi mà đám cưới đã xong rồi Bây giờ là chị Quế đã danh chính ngôn thuận là vợ của anh Thông rồi nha quý vị nha Nó thay đổi ngữ cảnh là không còn là trai gái yêu đương nữa Mà bây giờ đã là vợ chồng Thì bây giờ khi mà chị Quế à, Cái tuổi mà đi lấy anh Thông này Bây giờ là chị Quế mới có nhiêu Quý vị thấy đi mới có đại học năm đầu thôi Mà nửa năm là bỏ giữa chừng là Là chị Quế năm nay mới có 19 rồi 19 tuổi là đã lấy chồng Cái tuổi mà phải nói còn rất là trẻ người non dạ luôn Mình nói thẳng là vậy quý vị quá là nhỏ luôn thì bây giờ là lấy anh Thông ở cái tuổi 19 đó quý vị, à mới cưới vô thì cuộc sống nó rất màu hồng. Tại vì hai đứa tình yêu đang mặn nồng đúng không? Tình yêu đang rực cháy. Cho nên là bây giờ cưới nhau á là cái làm được cái lễ cưới là mừng gơi nước mắt cứ nghĩ rằng á là hạnh phúc hai đứa là bây giờ nó đã thành đôi. À, sau đó quý vị thì bây giờ anh Thông á cưới chị chị Quế rồi. Ảnh mới nhớ lại cái lời mà ảnh đã nói với lại má chị Quế là ảnh sẽ không để chị Quế phải cực khổ không? Ảnh nói với má của chị rất là mạnh miệng. Là ảnh nói là ảnh sẽ đem tới hạnh phúc, ảnh sẽ làm cho chị Quế sung sướng giống y như là bây giờ chị Quế sống với gia đình của chị. Sao thì mai mốt lấy ảnh, á, ảnh cũng sẽ cho chị Quế được như vậy hoặc là thua vậy chút thôi. Chứ ảnh sẽ không để cho chị Quế cực khổ. Thì bây giờ ngày hôm nay ảnh đâu có muốn chị Quế đi cực đâu. Ảnh mới nói với chị Quế là dù sao ngày xưa em cũng là tiểu thư đúng không? Con nhà giàu này kia không có đụng móng tay móng chân không biết nấu ăn nên là anh thông ảnh mới nói với lại trong nhà cái ngày đám cưới xong á nha là cái đêm hôm đó đó cái ban ngày đám cưới là ban đêm gia đình họp mặt nói chuyện á ảnh mới nói với lại ba má ảnh và chị gái của ảnh á là từ đây về sau á thì trong nhà này á bếp nút nấu nướng đồ này kia đó thì thì vẫn y như cũ chứ quế nó không biết nấu ăn ảnh nói thiệt vậy luôn nha ảnh nói thiệt là vợ ảnh không có biết nấu ăn gì hết trơn á cho nên là chuyện mà bếp nút trong nhà hồi xưa làm sao thì bây giờ nó cũng y vậy chứ mà đừng có kêu quế làm tại quế không biết đâu cái đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là ảnh cũng nói về cái vấn đề đó là quế quen cái nề nếp sinh hoạt giống như gia đình hồi xưa ở trên sài gòn là sáng ngủ dậy rất là trễ con gái tiểu thư mà sáng ngủ dậy rất là nướng ngủ rất là trễ cho nên là bây giờ về đây á thì ảnh cũng muốn là quế vẫn theo cái nếp cũ chứ không có bắt quế phải sống khổ sở là phải gà chưa gái là phải đã dậy rồi không để mà làm chuyện nhà chuyện cửa này kia thì khi mà ảnh nói cái điều đó thì chị gái của ảnh phản đối quý vị chị gái ảnh lên tiếng phản đối chị gái ảnh nói là con gái đi theo chồng thì ông bà có cái câu là nhập gia là phải tùy tục cho nên là một khi bước chân vô làm dâu rồi thì nề nếp trong gia đình chồng sao thì bây giờ mình làm dâu mình phải theo cái giờ giấc nề nếp của gia đình này bây giờ nhà này sáng là ba mẹ đều là dân lao động cho nên là sáng dậy rất là sớm để mà chuẩn bị hâm đồ à làm đồ ăn sáng là có nghĩa là hơ, à hâm những cái đồ ăn mà đêm hôm qua ăn còn dư còn thừa đó là sáng nay phải vô trong bếp nhúm củi rồi bắt đầu á là bắt lửa lửa lên là nấu một ấm nước sôi và nấu cơm rồi nấu đồ ăn hâm lại để mà chuẩn bị cho ba má ăn rồi bắt đầu là ba với má mạnh ai nấy đi làm. Cho nên á là con dâu phải dậy rất là sớm thì hồi nào giờ cái nhiệm vụ đó là cái người chị của anh thông làm nhưng mà bây giờ đã có dâu rồi thì con dâu nó phải phụ chị chị chồng chứ đúng không chứ không lẽ nào bỏ chị chồng làm thì cái chị của anh thông mới lên tiếng nói là bây giờ á, một khi mặc dù biết á là em còn rất là nhỏ chị của anh thông giải thích nha mặc dù là biết em còn rất là nhỏ nhưng mà bây giờ em vô nhà chồng rồi em phải theo cái nề nếp nhà chồng em phải thay đổi từ 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 chứ không thể nào y như hồi em sống với má em được thì lúc này chị quế giống như là chị im vậy đúng vậy nhưng mà kiểu như trong đời của chị hồi nào giờ chưa có ai góp ý chị gì hết trơn á đây là lần đầu tiên mà chị bị một người nào đó góp ý thẳng mặt vậy không thì giống như chị cũng có hơi cái sự là gọi là bị áp lực và hơi bị khớp á lúc này anh thông thấy chị quế có vẻ giống như muốn khóc của gì giống như là áp lực quá sợ muốn khóc rồi đó cái anh thông giống như là bảo vệ đi anh thông ảnh mới lên tiếng ảnh nói là bây giờ là theo ý ảnh ảnh nói vậy thì gia đình cứ theo vậy đi bây giờ vợ ảnh á ảnh đã lỡ ảnh nói ảnh nói là do ảnh nha ảnh nói là do con đã lỡ miệng con nói là con phải cho à, quế được sung sướng như hồi xưa hồi xưa làm sao bây giờ như vậy cho nên là bây giờ á con đã nói rồi mà nam tử hán đại trưởng phu một lời nói ra không rút lại được cho nên là bây giờ nếu vậy thì gia đình cứ thuận theo con đi Gia đình cứ nương như vậy đi Rồi tới một cái lúc nào đó Mà quế lớn hơn, à, quế trưởng thành hơn Rồi lúc đó đó từ, từ 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 Quế tự muốn thay đổi thì để quế tự thay đổi Chứ mình đừng có thúc ép mà bắt người ta phải thay đổi Rồi quế nó áp lực không Thì anh Thông ảnh binh vợ đi quý vị Ảnh rất là binh chị Quế, ảnh rất là thương chị Quế thì sau khi mà cái ngày hôm đó họp gia đình xong cái đêm hôm đó vậy là ban ngày đám cưới ban đêm họp gia đình họp gia đình xong thì sau cái ngày họp gia đình sau cái đêm họp gia đình xong á thì ảnh biết á là chị gái của ảnh vẫn có cái gì đó gọi là không có thích cái con nhỏ em dâu này đúng không là cứ tưởng đâu là con nhỏ em dâu này quen cái nết tiểu thư rồi cho nên về cái nhà này cũng cái kiểu như bắt người ta phải hầu một mình thằng thằng em mình hầu chưa đã hả còn bắt nguyên cái gia đình chồng hầu đúng không thì anh thông ảnh biết là trong lòng chị gái của ảnh á chưa có nguôi được cái cân giận không cũng còn có cái gì đó hậm hực cho nên là ảnh mới qua ngày hôm sau á ảnh kêu chị ảnh á hai chị em ảnh nói chuyện riêng ảnh mới tâm sự ảnh nói với chị ảnh á là ảnh biết cái chuyện á là bắt chị chị hai á phải làm hết tất cả như vậy mặc dù là em đã cưới vợ như vậy là sai nhưng mà chị thông cảm đi tại vì hồi nào giờ á là quế vợ em nó không có biết làm gì hết trơn á bây giờ mà cùng một lúc bước chân về làm dâu mà phải học quá nhiều thứ là nó sẽ bị áp lực rồi lúc đó chưa chưa biết là nhiều khi nó bỏ em nữa thì em lại khổ không à, cho nên là bây giờ chị gì hạnh phúc của em trai chị chị cũng nhượng bộ một chút đi không thì anh thông anh mới nói vậy rồi xong rồi anh còn nói thêm cái gì nữa anh nói là với lại cái thứ hai là quế chấp nhận bỏ cái đời sống tiểu thư của mình bỏ hết tất cả để mà đi theo em về dưới căn nhà nghèo của tụi mình để mà sống thì bây giờ chị cũng phải thông cảm là thấy quế thương em em trai của chị thì giống như là em dâu mà thương em trai chị vậy đó thì chị cũng làm ơn chị đừng có khó khắc khe với em dâu em dâu của chị quá tức là vợ em quá thì anh thông anh nói như vậy thì dĩ nhiên cái người chị này hồi xưa giờ thì cũng thương em mà quý vị mà bây giờ chị gái lớn hơn tới 9 tuổi lận cho nên thương em coi em mà nó còn rất là bé bỏng không thì bây giờ thằng em nó đã lên tiếng nó nói vậy rồi mà chị cũng suy nghĩ thì công nhận con con nhỏ này tự nhiên sướng không chịu hưởng mà tự nhiên giờ đi kiếm cái khổ hưởng của gì không tự nhiên nó nó chấp nhận nó bỏ gia đình à, biệt thự đồ này kia có người hầu cả hạ để mà nó đi về đây nó ở cái nhà mà mà dạng như là đơn chiếc như nhà mình đơn sơ mộc mạc rồi giờ về đây rồi à, à, xài ở trên kia xài bếp điện không xài giờ về đây xài bếp bếp củi không bếp nhúm lửa nhúm đồ đâu có ai mà đi chọn cái khổ người ta phải đi kiếm cái sướng chứ đúng không thì lúc này á là chị của anh thông á đã giống như là có cái sự nhượng bộ vậy suy nghĩ là thằng em mình nói những cái điều này cũng chí lý thôi thì bây giờ mình cũng nhượng bộ một chút tại vì tại vì chị cũng thấy là hồi nào giờ thằng em mình nó chưa có yêu ai đây là cái người mà nó thật sự nó yêu và nó đặt cái trọng gọi là tâm tư tình cảm nhiều nhất á cho nên là chị cũng thấy trân trọng cái mối tình của hai đứa em nè hai đứa này nữa là thằng em mình giận em dâu này cho nên chị cũng không có muốn mà dạng như là mình làm làm cho căng thẳng lên còn em dâu hồi nó nó lộn xộn với thằng em mình lại tội nghiệp thằng em mình chứ ai cho nên là chị mới nhượng bộ quý vị và bắt đầu những chuỗi ngày có em dâu nhưng mà chị chồng vẫn phải hầu hạ em dâu quý vị thấy không ai đời không thì sau khi mà dàn xếp về cái chuyện nội bộ à, là quán xiến nhà cửa là nó vẫn u như kỹ không thì anh thông anh thấy êm rồi êm rồi ảnh mới bắt đầu á ảnh lựa lời ảnh nói tiếp quý vị à, qua mấy ngày sau ảnh lại nói với gia đình ảnh nói có vợ ảnh luôn ảnh nói là bây giờ á ảnh với lại quế á phải tính cái đường xa tại vì bây giờ mai mốt hai đứa phải có con nữa không mà bây giờ ảnh thì nghĩ cái nghề tài xế ở sài gòn rồi ảnh không lẽ nào bây giờ ảnh ảnh ở dưới quê cấm xào thì cũng đâu có được ngày xưa ảnh bỏ quê để lên sài gòn kiếm sống để mà tìm tương lai không lẽ nào bây giờ bỏ tương lai đi về dưới quê cấm xào nên là ảnh mới nói là thôi bây giờ á Ảnh có khoảng thời gian á là làm đi làm có tích góp tiền Hồi lúc mà làm làm tài xế cho má của chị Quế Ảnh có tích góp tiền kha khá Bây giờ ảnh sẽ lấy cái tiền đó để anh học nâng cái bằng của ảnh lên Là từ cái hạng B2 lên cái bằng mà lái xe tải luôn quý vị Để mà ảnh đi chở hàng Ảnh à, đi buôn hàng cho người ta Tức là tài xế lái xe tải mà chở mấy cái hàng quá đi buôn á thì ảnh nói là bây giờ chỉ có cái nghề làm tài xế mà chở hàng như vậy á đi các tỉnh vậy á thì nó mới kiếm được nhiều tiền lương một tháng hai mươi mấy triệu quý vị thì chỉ có như vậy mới có tương lai thôi còn nếu mà bây giờ dậm chân tại chỗ hay là về dưới quê cắm xào vậy luôn là không có ổn không thì sau khi mà nói xong thì gia đình đồng ý quý vị và chị quế thì chị cũng chịu luôn cũng chịu chồng làm tài xế luôn hồi xưa giờ ảnh đã có cái nghề lái thì bây giờ ảnh ảnh nâng cấp cái bằng của ảnh lên để anh đi lái xe buôn thôi thì sau khi mà một thời gian vợ chồng sống với nhau quý vị. Tới ngày mà anh Thông á à, thi có bằng cái bằng đó rồi. Ảnh mới xin á là làm tài xế lái xe tải Bắc Nam. Thì bây giờ mỗi lần quý vị thấy đi mỗi một lần đi như vậy ra ngoài miền Trung từ ở dưới đây mà đi ra miền Trung. Quý vị biết bao nhiêu xa và như vậy á có khi ảnh đi á 3 ngày, 4 ngày. Có khi ảnh đi cả tuần lễ ảnh mới về nhà đúng có một đêm thôi. Thì dĩ nhiên á, là chị Quế vẫn chấp nhận Tại vì ngay từ đầu đã thỏa thuận rồi Bây giờ phải tính tới tương lai chị Quế phải có con nữa Thì bây giờ ảnh gán ảnh cài Thì anh Thông ảnh rất là thương chị Quế quý vị Ảnh rất là trung tình em nói vậy mà Mặc dù là người ta nói cái nghề tài xế là cái nghề bôn ba Rài đây mây đó là tùm lum gái đúng không Nhưng mà ảnh luôn trung tình có một mình là chị 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 Quế thôi Ảnh không có tầm bậy tầm tiệu nha quý vị Thì ảnh cứ đi như vậy Mỗi lần ảnh về nhà ảnh ngủ được một hai đêm là dĩ nhiên quý vị thấy đi trai tráng cường tráng như vậy mà bây giờ con chị quế thì cũng là gì con gái là mạnh mẽ trẻ khỏe bây giờ có thể mà cứ lâu lâu vợ chồng gần gũi nhau một phát là nó rất là dễ dính bầu quý vị và thế là chị quế năm 20 tuổi chị quế đó có bầu đó và năm 21 tuổi có bầu tiếp tứa nữa là mới có 20 21 tuổi là cặp nách hai đứa con ngủ gì không thì trong cái chuỗi ngày thời gian á, lúc đó là chị quế tập trung vô cái chuyện lo hai đứa nhỏ à, anh thông ảnh vẫn là cái gì bây giờ có thêm miệng ăn rồi ảnh lại phải gán, gán, cài nữa thì lúc này quý vị sau mấy năm mà ảnh lái xe tải đi bắc nam á, thì cũng quen biết được những cái người mà làm dạng đi buôn hàng à, đi mà chở hàng bắc nam á quen với mấy người tài rồi này kia nọ đó thì người này người kia mới nói ảnh giới thiệu ảnh là bây giờ giống như là đi lái xe mà đưa hàng qua cửa khẩu á, chạy đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại á, tiền còn giữ nữa thấy không thì anh nghe vậy anh ham quá đi vậy quý vị ảnh nghĩ trong bụng á là nếu như mình làm vậy là tiền còn kiếm nhiều hơn so với hồi trước mà bây giờ á mình đã có thêm một đứa con nữa rồi là cái bây giờ gia đình nó cứ tăng miệng ăn lên tăng miệng ăn lên thì mình phải tăng cái số tiền mình kiếm dễ hơn cho nên cuối cùng á là anh thông á ảnh nhờ cái sự cò mồi đó giới thiệu ảnh một cái mối đó người ta cần thuê tài để mà chở hàng qua cửa khẩu à, buôn hàng cho họ qua cửa khẩu thì bây giờ quý vị anh thông bắt đầu ảnh hễ mà mỗi lần đi như vậy ảnh lại càng đi lâu hơn so với hồi trước hồi trước á đi chở hàng bắc nam thì nhiều khi một tuần lễ còn về nhà ngủ được đêm hay đêm với vợ với con bây giờ chở hàng đi cửa khẩu là đôi khi quý vị À, hàng mà nó phải kiểm tra hay là nó lấn cấn cái vấn đề gì ở bên cửa khẩu là bị dịnh lại ở bển á nó ngâm ở đó nó chờ đợi á là có khi á là một tháng trời ảnh chưa được về và lại nhà ảnh một lần nữa quý vị có khi một tháng luôn á kéo dài một tháng chưa được về nhà nữa quý vị cái đó là thực tế luôn á thì chị quế chị ở đây thì chị cũng ban đầu á chị cũng có hơi cái sự hờn mát quý vị nhưng mà sau khi mà à, anh thông đi làm á lãnh là lương về cái tháng đầu tiên khi mà đi buôn hàng qua cửa khẩu á ảnh ảnh đem về một cục tiền phải không Ồ quá trời lớn luôn Thì giống như là trong mắt của chị là bây giờ ờ, uh, có tiền là được rồi Bây giờ uh, có tiền để gia đình khá lên đúng không Chứ bây giờ không lẽ cứ ở cái nhà mà nó tàn 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 như vậy hoài Cho nên là bây giờ uh, chỉ thấy tiền Chỉ so dịu nỗi đau Chỉ không có ghen chồng nữa gì Không có hờn mát nữa Chỉ cho chồng chỉ đi làm Một tháng anh về cũng được Hai tháng anh về một lần cũng được Tùy anh miễn sao tiền nhiều là được rồi Thì bây giờ quý vị à, uh, Ở nhà chị Quế vẫn rất là sung sướng bởi vì uh, là chị gái của anh Thông á uh, cũng ở như vậy rồi chăm sóc uh, trong ba mẹ rồi chăm sóc luôn cả mấy cái đứa cháu của thằng em mình nữa mấy đứa con thằng em mình nữa quý vị thấy không bây giờ chị quế vẫn trong trạng thái là như tiểu thư vẫn rất sướng quý vị thì bây giờ á uh, thấm thoát coi như uh, là bây giờ gia đình khá lên sau khi mà anh thông đi chở hàng cửa khẩu càng ngày gia đình càng phất lên và anh thông á uh, đem tiền về cục 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 như vậy đó và bắt đầu dần dần thì xây lên được căn nhà khang trang ở dưới quê cho gia đình bây giờ nhà của ảnh nó kế bên nhà chú ảnh nhưng mà nhà chú ảnh vẫn còn rất là nghèo nhưng mà nhà của ảnh thì bây giờ ảnh xây lên hai tấm nhà của ảnh bây giờ nó lại rất là giàu quý vị thì cái người chú đó có cái sự đố kỵ à, mặc dù là cái đó là chú ruột của ảnh nhưng mà đố kỵ là tại sao mà mình có hai thằng con trai mà nó lại giống như là nó toàn là cái uh, lẹt đẹt lẹt đẹt không có chí hướng mà không có thành tài mà tại sao thằng anh mình á nó coi gia tài nó chỉ có một thằng con trai thôi mà tại sao làm nên chuyện không thì cái anh ông ông chú của anh thông á ghê, uh, giống như đố kỵ ghen ăn tức ở ga tô vậy cho nên là ổng ghét thì bây giờ từ ngày ổng ghét như vậy á thì ổng giống như là uh, ra vô cái mặt ổng cứ hậm hực hậm hực giống như là không có thích nói chuyện nhiều với lại bên nhà bên đây mặc dù là hai nhà hồi xưa là cùng dắt đúng không xài cùng vách uh, cùng sân luôn uh, khoảng sân là cùng luôn nhưng mà bây giờ á, từ ngày mà anh Thông bên đây xây nhà lên hai tấm Ông chú này ổng nổi điên lên Ổng đố kỵ, ổng mới lấy cái hàng gào mà B40 á Ổng gàn lại, đặng để mà ổng cố tình ổng ngăn lại Đặng để mà đây là cái khoảng sân của nhà tao Còn bên kia là khoảng sân của nhà tụi bay dạng vậy đó Ổng cố tình ổng ngăn ra Chứ hồi xưa là cái khoảng sân đó là khoảng sân chung quý gì không? Nó là cái miếng đất lớn đó là khoảng sân chung Mà bây giờ do là ổng đố kỵ nên ổng lấy cái hàng gào 40 ổng chấn ngang ở giữa vậy đó đặng để cho bên xây dựng mà mà người ta xây căn nhà cho anh Thông á, người ta sẽ biết á là người ta không có đá đụng gì tới cái khoảng sân chung này, ờ cái khoảng sân của ổng không? Ổng rất là khôn quý vị là ý ổng nói là mấy mốt ổng có tiền là ổng cắt cái miếng đất ra làm đôi luôn. Thì thấm thoát là coi như em nói quý vị đó là bây giờ con của anh Thông á nó cũng gì đứa đầu á nó cũng đã được 8 tuổi rồi. Là bây giờ là chị Quế á chị cũng đã hàng 30 rồi, quý vị chứ còn bèo gì nữa. Ờ à, bây giờ con gái mà bây giờ hầm hàng 30 rồi mà bây giờ chính vì bao nhiêu năm qua anh thông lao động cực nhọc như vậy mới xây được nhà nhà cao nhà lầu đồ này kia vậy xe hơi thì không có thôi ở dưới quê ít có ai chạy xe hơi thời đó lắm quý vị nhà lầu thôi nhưng mà kiểu như là đời sống vật chất bây giờ lên ngôi rồi ba anh thông trong những năm tháng đó thì ba anh thông cũng đã mất quý vị bây giờ nhà đó chỉ còn có mỗi má anh thông thôi và người chị gái thì bây giờ người chị gái này á cũng chưa có chồng luôn gọi là bà ở giá luôn rồi quý vị ơi bà ở giá rồi bà già lắm rồi bà cũng vẫn ở giá luôn rồi thì bà mới vẫn ở chung căn nhà đó à, bà vẫn chăm sóc hai cái đứa cháu của của mình rồi bà chăm thêm bà mẹ già nữa không thì sau khi mà ba anh thông mất xong hai năm sau là tới má anh thông mất và bắt đầu bây giờ trong căn nhà này chỉ còn có mỗi một mình chị gái của ảnh hai đứa con của ảnh và vợ của ảnh mà thôi thì anh thông bây giờ ảnh nghĩ trong bụng là bây giờ ở nhà vẫn có chị ruột của mình ở giá ở chung không thì bả làm chuyện hết rồi mà bây giờ ba má già thì cũng đã mất nên anh thông ảnh cũng không còn gánh nặng cái vấn đề là sợ mà đi xa làm ăn rồi lỡ ba má mất rồi mình không về gặp mặt kịp nữa hồi xưa ảnh sợ lắm nhưng mà bây giờ ba má đã mất rồi thì ảnh cảm thấy giờ cuộc sống của ảnh nó chỉ có biết kiếm tiền và lo vợ lo con thôi thì trong một khoảng thời gian dài gần 10 năm với cái nghề tài xế lái xe mà chở hàng Bắc Nam sau đó nhảy qua là tài xế lái xe đưa hàng qua cửa khẩu đó Thì bây giờ anh Thông á, ảnh thấy là gần 10 năm mình làm cái nghề tài này rồi Bây giờ mình cũng đã chán chê mê mỏi thật sự mà nói mấy cái người làm tài xế mà lái xe đường dài á quý vị Người ta bất đắc dĩ gì chán cơm người ta phải đi làm thôi Tại vì làm lái xe đường dài á nó lương nó cao nhưng mà bù lại cái bệnh nghề nghiệp nó rất là nhiều quý vị chẳng hạn như là bệnh đau khớp cuộc sống nè đau cuộc sống nè đúng không thói quá cuộc sống nè hoặc là những cái bệnh thí dụ như là bị đau những cái khớp xương chân khờ nè tại vì mình ngồi mình cứ khờ ngồi một yên một chỗ mình không có cử động chân tay nhiều nè nó bị lờn khớp đi quý vị không nó bị chai khớp đi còn chưa kể là những cái hiểm nguy khi mà mình lái xe đường dài ở trên cái đường tuyến đường mình đi chị nó gặp những cái nguy hiểm ở trên đường nữa đúng không quý vị nên cái nghề đó mặc dù lương cao nhưng mà rủi ro nó còn gấp hai gấp ba lần như vậy nhưng mà bây giờ đối với những người mà không có được ăn học cao đối với họ thì cái mức lương mà được cao như vậy là quá là cao trong mắt của họ thì họ chấp nhận rủi ro hết quý vị để mà họ có thể kiếm tiền thì anh thông ảnh cũng như vậy đó cho nên ảnh chấp nhận thì bây giờ khi mà ảnh đã xây được căn nhà hai tấm ảnh đã lo được ba má tới ngày ba má nhắm mắt rồi thì bây giờ cuộc đời anh ảnh thấy bây giờ ảnh chỉ cần là tích góp một cái sổ tiết kiệm nho nhỏ, nhỏ rồi vợ chồng con cái đùm túm có nhiêu xài bao nhiêu rồi ảnh à, giống như ảnh thối lui về ảnh đi tìm một cái nghề gì đó vẫn là tài xế nhưng mà chạy vòng 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 ở trong cái địa phận đó thôi chứ thay vì mình phải đi đường xa thì bây giờ mình chuyển qua là mình đi gần cái gì không à, lương nó thấp hơn nhưng mà bây giờ mình muốn là quay về vậy để nó nhàn hơn và mình có nhiều thời gian dành cho con với vợ không thì anh thông ảnh mới dàn ship ảnh nói á, là bây giờ ảnh sẽ chở thêm một chặng hàng cuối giống như sắp xếp á, là ảnh chỉ chở một cái hàng cuối thôi qua cửa khẩu xong rồi sau chiến cái phi vụ đó đó ảnh về ảnh sẽ báo với lại bên chỗ mà ảnh làm nào giờ ấy, xin nghỉ luôn có nghĩa là ảnh xin nghỉ luôn ảnh rút quân ảnh à, không làm nữa là cái đó là ảnh nói chung với những cái người mà tài giống ảnh đó nha cũng chở hàng đi cửa khẩu á ảnh nói với mấy thằng bạn ảnh á ảnh nói là tao chở chuyến này thôi xong rồi sau đó chắc tao quay về đặng uh, tao nghĩ không chở nữa đi vậy xa quá có khi đi một hai tháng uh, mới về lại nhà có khi đi xa như vậy á vợ ở nhà rồi con ở nhà bây giờ con nó cũng lớn rồi mà nó thiếu vắng tình cha quá cũng không được nữa thôi tao rút về thì ảnh nói với mấy thằng bạn mà lái xe chung á thì uh, mấy thằng bạn nó biết luôn cái gì nghe vậy luôn nhưng mà ai ngờ đâu trong cái phi vụ lần cuối đó của ảnh ảnh định trong đầu cái đó là cái chuyến hàng cuối nha ảnh chưa có nói với lại cái ông chủ nhưng mà ảnh chỉ là nghĩ trong đầu là đó là cái chuyến cuối thôi thì ai ngờ đâu trong cái chuyến cuối đó chở hàng qua cửa khẩu anh bị vịnh lại người ta kiểm tra và người ta thấy là trên xe anh chở nó có cái hàng gọi là sai uh, gọi là hàng nói chung là nó cũng uh, phi pháp á nên thành ra là người ta mới bắt đầu uh, phải có cái sự điều tra thì lúc này á yêu cầu là phải gì phải à, giam mảnh ở bên phía bên kia, không cho ảnh về. Ảnh bị kẹt lại ở bên kia để chờ người ta à, truy truy vết với lại người ta điều tra ra là coi là cái cái thật sự có thật sự là ảnh là ngu ngơ không biết không hay là ảnh biết mà ảnh cố tình ảnh chở hàng phi pháp đi không? Thì bây giờ là coi như là anh thông ảnh bệnh viện lại bên cửa khẩu bên kia quý vị, và anh không bị không được trả về bên đây để mà chờ bên kia người ta điều tra thì bây giờ quý vị cái ông mà chủ mà chở ông chủ mà 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 làm buôn hàng quá này nè để anh chở nè ông này ông mất tích tức là sau khi cái chuyến hàng này anh này đi á giống như ổng cũng nghi nghi là giống như rủi ro hay sao ổng chồn luôn quý vị cho nên là cái thời gian mà để truy vết bây giờ nó hơi nó bị mất dấu nhiều quá cho nên là nó cái trong cái quá trình điều tra đó nó bị kéo dài cái thời gian ra và ở bên phía bên kia đó người ta cũng có gì cho anh thông báo tin về bên nhà về cái chuyện là ảnh sẽ bị giam giữ ở bên kia để chờ người ta kiểm tra điều tra này kia nọ đó nếu mà ảnh uh, thật sự là vô tội thì người ta sẽ thả ảnh về lại cho nên là bây giờ ảnh sẽ bị kẹt ở bên kia một thời gian nhưng mà chưa biết uh, chính xác là khoảng thời gian bao lâu thì uh, bên kia người ta cho ảnh điện về để báo người nhà để người nhà bên đây người ta yên tâm thì khi mà anh anh thông anh được gọi điện về anh báo với chị gái của ảnh là chị gái của ảnh báo lại xong á, là coi như á, chị quế ở nhà ôm hai đứa nhỏ khóc bù lu bù lo cái gì tại vì sợ là chồng mình mà lỡ có gì rồi thì sao tại vì chị quế chỉ thật sự là chỉ thương anh thông cái gì thương lắm nhưng mà bây giờ á, không biết cách làm sao qua đó thăm chồng qua đó rồi cũng đâu có được gặp chồng đâu mà thăm á Thành ra bây giờ chỉ ở bên đây chỉ chỉ khóc mấy ngày đầu chỉ khóc rất là nhiều Nhưng mà lúc này chị chồng mới khuyên không Là bây giờ cứ củng cố tinh thần để lo hai đứa con Chứ khóc hoài cũng không giải quyết được vấn đề Thì sau đó vậy biết không Khi mà bây giờ là chờ chồng Ở bên đây là cứ chờ chồng chờ chồng Buồn á một hai tuần một tháng hai tháng thì nó cũng hết buồn thôi Chứ không lẽ buồn hoài quý vị Thì bây giờ bắt đầu chị cảm thấy giống như là chồng lâu quá không về với mình Vợ chồng không có chung đụng với nhau á chỉ bị thiếu thốn nhiều quá quý vị cho nên chỉ bị rào rực mà chính xác á, là chỉ bị cái chuyện mà tăng ham muốn này nó bị từ rất là lâu rồi theo như cái sự mà câu chuyện khi mà nó dở lẻ ra nhau quý vị thì khi mà bên phía bác sĩ tâm lý người ta kiểm tra đó à, bác sĩ mà tâm lý người ta kiểm tra đó là chị quế này nè chỉ thật sự là có cái sự ham muốn nhiều hơn so với người phụ nữ bình thường có nghĩa là cái chứng bệnh mà cuồng giờ ớ mờ âm á quý vị ơi À, đó là cái kiểu vậy ấy, là chỉ có cái dấu hiệu của cái bệnh đó à, bác sĩ nói là chỉ có triệu chứng của cái bệnh đó chỉ hơi bị à, đòi hỏi thái quá cái chuyện quan hệ vợ chồng và sau này được anh thông kể lại ấy, là anh thông nói ấy, là cái phi dụ mà trước khi mà ảnh chở hàng đi cửa khẩu chiến cuối đó đó là cái trước đó đó ảnh có ở nhà một ngủ với vợ hai ba đêm để mà gần vợ à, gần gũi với vợ này kia vợ chồng có sinh hoạt với nhau không có này kia này kia thì á ảnh nói là vợ ảnh tự nhiên á giống như là đòi hỏi nhiều dữ lắm trong những ngày đó ảnh cũng hơi ngạc nhiên quý vị ảnh nói ảnh cũng hơi ngạc nhiên à, Anh cũng có hỏi vợ giống như là bình thường á là giống như uh, vợ chồng dù là lâu ngày gặp lại nhưng mà cũng đâu có dữ dội vậy đúng không ảnh cũng đã quen là cái kiểu tần suất nó bình thường vậy rồi mà tự nhiên giống như đêm hai phát thôi ba phát thôi mà hôm nay bà này bắt đầu liên tục đúng không bốn phát năm phát luôn thì anh thông anh mới thấy là kiểu như là cái lúc đó là anh đã thấy vợ mình kỳ kỳ rồi giống như là sao vợ mình đòi hỏi nhiều nhưng mà cái người đàn ông hỏi ra thì sợ vợ tự ái rồi vợ sĩ diện vợ vợ tuổi thân vợ buồn không mà ảnh nghĩ bụng ha có khi nào tại vì cái người phụ nữ nhiều khi á cái hóc môn trong người nó thay đổi thất thường lên xuống không nhiều khi lúc này vợ mình á đang nhớ thương mình nhiều quá rồi mình gặp vợ mình trúng ngay cái lúc này rồi vợ mình giống như là nảy lửa nảy lửa vậy thôi hiểu không anh nghĩ vậy thôi quý vị cho nên anh không có hỏi mà anh cũng không có nói gì luôn anh nghĩ trong bụng thôi anh nghĩ trong bụng là vợ có hơi chút khác thường nhưng rồi anh cũng bỏ qua anh anh cũng bỏ cái suy nghĩ mà xin nghi đi thì anh thông này anh khúc sao á anh có nói cái ngày mà cuối tức là ảnh ngủ ở nhà được được ba đêm thì cái đêm thứ ba đó cái đêm thứ ba đó là cái đêm cuối mà ảnh ngủ ở nhà đó ảnh còn nhớ là sáng đó ảnh thức dậy là ảnh sẽ bắt đầu là đi chở hàng á là nguy coi như là ngày hôm đó là ảnh đi luôn á ảnh không về nhà đó thì cái đêm đó đó ngủ một đêm là ban đêm là đã à, phục vụ cho vợ rồi ảnh nói là đêm đó ảnh đã phục vụ cho vợ ảnh được ba bốn phát rồi là ảnh cũng đã kiệt quệ tức là ảnh cũng đã mệt mỏi lắm rồi quý vị ờ đàn ông mà về ngày nào cũng bị bào sức vậy đã đi chạy tài xế đã lái lái xe đường dài á đã mệt rồi mà người ta nói là lái xe đường dài ngồi hoài lì lì, vậy cái xương sống cái xương khu nó ảnh hưởng là nói chung á là nó cũng sẽ tới chừng nhờ nói chung cái chuyện đó đó nó cũng đôi đôi khi dần dần nó cũng bị yếu đi quý vị mà bây giờ về vợ đòi quá thì cũng cho đòi quá cũng cho mà cái đêm hôm trước á là đã cho vợ bốn năm phát là nhiều hơn so với bình thường rồi mà tới sáng á, là chuẩn bị là thay đồ để mà đi làm á, thì anh anh thông anh kể là chị chị quế nè chỉ còn đòi ảnh thêm một phát nữa thấy ghê chưa quý vị thấy không là tức là sáng trước khi mà ảnh lên đánh răng xúc miệng á, là mới vừa bật dậy khỏi giường á, là bả đòi một cái nữa thì anh thông ảnh cũng thấy ngạc nhiên thêm tập hai quý vị tức là ảnh đã ngạc nhiên lần đầu là tại sao vợ mình đòi hỏi nhiều một cái số lượng nhiều lần hơn so với hồi trước hồi trước một đêm có chừng hai lần thôi là đấm đuối tâm hồn rồi mà bây giờ là đòi bốn lần năm lần là anh đã thấy là lạ rồi mà bây giờ á là sáng à vậy mà đòi thêm một cái nữa thì anh lại càng ngạc nhiên nữa có gì không là có nghĩa là sao mà có thể mà ăn liên tục ăn liên tục vậy cũng đuối giống ông người người mà nó có phải là cả máy đâu cũng phải mệt chứ nhưng mà tại sao lại quá như vậy thì sau này á bác sĩ tâm lý can thiệp vô mới biết được là chị quế chỉ bị cái hội chứng bệnh tâm lý là cái cờ cồn giờ ớ mà âm mà nãy nêu mười nói đó thành ra là bà cứ đòi 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 hoài mà không có đủ không có bao nhiêu là đủ với bà quý vị thì quay trở về cái thời điểm mà anh thông bị giam giữ ở bên cửa khẩu chưa được về bây giờ cứ chờ hoài chồng không về bên đây thì mấy tuần đầu á một tháng đầu á còn rất là buồn mấy tuần đầu còn rất là buồn nhưng sau đó thì bây giờ không buồn nữa là tại vì nỗi buồn nào thì nó cũng phải từ từ nó nguôi ngoai thôi quý vị thì bây giờ ở nhà đó quý vị ban ngày á là chị chồng á là đi dẫn đi làm nông hồi xưa đời má của chị làm nông bây giờ chị vẫn vậy bây giờ ban ngày chị vẫn đi làm nông đi làm thuê cái lúa mướn cho người ta thì ở nhà bây giờ có một mình con nhỏ em dâu thôi có nghĩa là con mình chị quế vậy là hai đứa nhỏ thì hồi trước á vẫn là như vậy nhưng mà không có sao còn bây giờ á chồng bị vấn đề cái tự nhiên chỉ ngày nào chị cũng buồn tức là cứ lo đúng không trong bụng cứ lo không biết chồng mình sao chồng mình có bị bắt luôn không hay là như thế nào á cho nên là chỉ hễ mà chị ở một mình á là chị sẽ hay suy nghĩ quẩn rồi suy nghĩ tùm lum tùm la rồi chị cảm thấy chị mì mệt mỏi áp lực không nên thành ra chị mới bắt đầu á là phải tìm cách để mà kiếm cái gì đó để chơi để giải khuây để mà quên đi cái chuyện chồng mình bị bắt để mà mình bớt có suy diễn lung tung để mình đỡ lo đỡ bị giống như là căng thẳng không ngày nào chị chị quế cũng phải dùng thuốc ngủ để mà uống để cho ngủ được tức chứ không là chỉ hay suy nghĩ lo cho chồng chị chị không ngủ được cái gì thì bây giờ chị mới thấy ban ngày ở nhà không có ai Ở nhà có ba mẹ con à Chị buồn quá Chị mới suy nghĩ là bây giờ chị phải kiếm gì để giải khuây Để mà giết thời gian để không suy nghĩ linh tinh nữa Thì cuối cùng chị mới chọn cái con đường gì Lầm lỡ là con đường chơi đánh bài Ban đầu á là định chơi vui vui thôi Chơi ít ít tiền thôi Nhưng mà sau đó vô chơi thấy ghiền quý vị Cho nên càng ngày càng tăng đô Thì bây giờ cái niềm vui của chị Bây giờ mỗi ngày đó là được đi đánh bài à, Ngày nào cũng đi đánh bài hai đứa con ở nhà thì đứa đứa đầu nó giữ đứa sau ơ à, quý không bây giờ hai đứa con cũng lớn rồi cũng tám chín tuổi rồi thì bây giờ là coi như là chỉ là cứ gì mà ban ngày là cứ đi tụ tập đi đánh bài thì trong cái nhóm đánh bài á có đàn ông có đàn bà có con trai có con gái nói chung là nó tạp nham lắm quý vị thì khi mà vô trong đó chơi đánh bài như vậy thì bị bắt ghiền ngày nào cũng phải đi không đi không được quý vị và lúc nào cũng tụ tập ở một cái tụ điểm đặng để mà chơi mà tụ điểm này là phải thay đổi liên tục Tại vì nếu mà cứ tụ tập á, mà cố định ở một nơi á, là lỡ mà chọt chẹt chọt chẹt mà công an biết là công an hốt quý vị Tại vì mình chơi đánh bài là phi pháp mà không ăn đánh bài mà ăn tiền là phi pháp cho nên á, là bây giờ cái tụ điểm mà cái nhóm chơi đánh bài này nè là, là nó cứ thay đổi hoài hôm nay đánh ở đây ngày mai dọn ụ đánh ở kia ngày mốt dọn ụ đánh chỗ khác vậy đó thì trong những cái cuộc vui chơi đánh bài đó chỉ mới gặp hai anh em là anh kiên với anh cường hai cái người mà gọi là em chú bắt ruột với lại chồng của mình hai người này cũng ghiền chơi đánh bài giống chỉ luôn mà đặc biệt là thằng cường thằng cường ngày xưa là hồi đầu video nếu mà có kể là nó chỉ thích cái gì thích ngồi mát ăn bát vàng nó cũng na ná giống như là chị quế vậy nè tức là chị quen cái kiểu mà giống như là được có người nuôi mà hễ mà không ai nuôi nhà khổ quá không ai nuôi thì đi ra ngoài xin tiền thiên hạ nuôi cho nên là tối ngày đi làm trai bao đi cặp với mấy cái bà sồn sồn ở trong chợ á thiếu vắng hơi trai á rồi vô đó vô phục vụ mấy bà mấy bà cho tiền tha, mỗi lần phục vụ với bà cho 500 triệu vậy đó có có tiền đi chơi quý vị không thì thằng cường là nó theo cái kiểu mà dạng như sa đò vậy đó thì cái anh kiên á thì hồi trước có cái nghề là uh, sửa xe giá ép rồi thì bây giờ vẫn làm cái nghề đó nhưng mà có bao nhiêu tiền là buồn buồn là cứ đi đi chơi cái kiểu mà đánh bài vậy đổ tiền vô đánh bài thì trong những cái cuộc mà chơi đánh bài này nè chị quế mới gặp và vào thân thiết với lại hai anh em uh, của anh thông uh, hai cái người em của anh thông hồi trước á thật ra cái lúc mà đám cưới á thì có có gặp hai người này rồi nhưng mà lúc đó là chị Quế giống như là cũng không có mà thân gần gũi gì gặp nhau trong cái bữa tiệc một phút 30 giây rồi thôi quý vị Rồi sau đó đó là do là chú của anh Thông á giống như là đố kỵ ghen tị Thấy này kia đó cho nên là từ đó thì sao là chú của anh Thông giống như là không có giao du qua lại với bên nhà bên đây Thành thử ra cho nên là chị cũng hồi nào giờ chị cũng không có tiếp xúc gì với lại hai cái người em mà chú bắt cuộc này của chồng mình hết trơn á mà bây giờ vô cái con đường đánh bài thì tự nhiên bây giờ lại thân với hai người này quý vị không bây giờ vô đánh bài gặp nhau rồi giờ chung máu ở cờ bạc rồi bây giờ là quen thân với nhau thì khi mà chơi thân với nhau như vậy thì nhiều khi lúc nào mà thằng này thắng thì giúp thằng kia à, cho thằng kia mượn tiền để thằng kia xào trẻ thằng kia chơi tiếp không kia thua quá cho thằng kia gỡ dạng vậy là bây giờ ba người này lại rất là thân thì khi mà vắng hơi chồng quá là lâu á mà chị quế thì bây giờ chỉ giống như là bị cái sự tăng ham muốn á giống như là uh, bị tâm lý á nó bị chuyển biến tâm lý của cái người đàn bà á tự nhiên nó chuyển thành cái chế độ tăng ham muốn thái quá đó thì bây giờ đi chơi đánh bài vậy quý vị rồi tụ tập bây giờ cái bộ ba chỉ với lại anh kiên anh cường chơi nhau hoài đi chơi chung với cái nhóm đánh bài hoài thân quý vị thì những cái cuộc vui chơi thân thiết như vậy chỉ mới có cái kiểu là ngoại tình đi quý vị không Chị mới bắt đầu là gì thèm muốn cái hơi đàn ông quá chỉ mới ngoại tình và chỉ ngủ cái đầu tiên là chỉ ngoại tình với anh kiên trước chỉ dẫn anh kiên về nhà hú hí hú hí à, thì khi mà anh kiên vô trong nhà thì hai đứa con của chị đâu có nghi tại vì là người trong nhà không mà có phải xa lạ gì đâu mà nghi quý vị cho nên là hai đứa nhỏ nó cũng mặc nhiên luôn có những ngày á chị quế chị ở nhà buổi sáng á à, là chị chồng của chị ấy, đi làm nông ấy, ở nhà là có mình chỉ với hai đứa nhỏ đó có những bữa sáng ấy, chị rủ anh kiên về nhà hai người hú hí nhau ở trong buồn trong cái phòng mà vợ chồng mà hồi trước chỉ với lại chồng chỉ anh thông ngủ chị dẫn ông cương kiên về hai người hú hí nhau trong phòng đó đó À, và bắt đầu cái gì những chuỗi ngày ngoại tình với ông kiên để xả lũ tại bây giờ là ham muốn quá mà bây giờ không có chồng bây giờ ông bà phải thỏa thỏa thích bằng cái cách là cặp với ông kiên sau hai tháng qua lại với ông kiên thì ông kiên á giống như là những cái lúc thua bài bạc á ông kiên này nè ổng mới kiểu như là đòi môi tiền chỉ ổng cứ ổng biết á là thông á chồng chỉ hồi trước đi làm có tiền lắm là thế nào á thông cũng cho vợ tiền này này kia để vợ giữ riêng đúng không để vợ giữ túi riêng nên là những cái lúc ổng thua bạc là ổng cứ xin tiền chỉ ổng thua ổng thua đánh bài là ổng xin tiền chỉ à, thì lúc lúc này chỉ mà không cho đó thì ổng đe dọa ổng nói là nếu không cho là ổng công khai ra cái chuyện là chỉ ăn ở với ổng chỉ ăn nằm với ổng thành ra đó là chị chị quế chỉ mới thấy là ông này ổng có vẻ là ổng không có kính miệng ông này ổng có vẻ là cái tánh ổng xấu cho nên là chị quyết định á là chỉ cho ổng tiền cái lần cuối và và chỉ nói với ổng á là từ đây về sau say goodbye có nghĩa là chỉ ổng không có cái vụ mà ăn ở nhau quan hệ nữa mà từ đây về sau là chỉ có là bạn chơi ở trên sòng bài thôi còn ngoài ra là không có này kia qua lại cái chuyện ăn ở nữa thì tưởng đâu là tới đó là xong đúng không quý vị nhưng mà bây giờ người đàn bà mà bị vấn đề tăng ham muốn như chị Quế thì chị đâu có chịu đựng được bây giờ tự nhiên bữa giờ là có ông kiên để giải tỏa rồi mà tưởng đâu là trong thời gian nó giải tỏa xong thì chắc là chồng cũng được về rồi nhưng mà bây giờ chồng cũng vẫn chưa về nữa mà bây giờ không có ông kiên nữa thì chỉ lại quay trở về trạng thái ăn chay Chị không ăn được đúng không chỉ không có quen là trạng thái là ngủ chay chị không quen bây giờ bắt đầu là thiếu hơi nữa rồi chịu không nổi rạo rực quá của chị thì trong những cái lần đánh bài sau đó chị mới bắt đầu là rủ cái anh cường hôm bữa là rủ anh kiên đúng không hôm nay là rủ cường về nhà rồi hú hí với anh cường cái gì không mà anh cường á là thuộc cái dạng là ăn tạp mà ông cường là thuộc cái dạng giống ăn tạp mấy cái bà sồn sồn trong chợ mà nó còn ăn được mà huống chi là cái này là chị, chị 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 dâu mà chị dâu họ mà còn còn xinh đẹp mà còn trẻ trung mà còn ngon lành gì mà làm gì không ăn mà bây giờ là dân không biếu không mà kêu về nhà rồi bài sẵn rồi dọn ra sẵn cho ăn mà không lẽ không ăn ngu dại gì quý vị nên là bây giờ là khi mà chị quế này chỉ chịu đựng không nổi rồi chị mới giặt dắt, dắt cường về nhà hú hí thì hai đứa nhỏ ở nhà nó cũng không có biết cái chuyện gì luôn tại nó cũng nghĩ là người thân trong nhà y chang vậy nên nó cũng không có nghi quý vị à, thì tới một cái ngày đẹp trời quý vị sau những cái ngày mà hú hí với cường thì ông cường cái thằng cường này là thuộc cái dạng là bền bỉ có nghĩa thằng này là chỉ cần cho nó ăn cho nó ăn thôi nó không có cái vụ là 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 như cái thằng cha kiên là anh nó không có giống như thằng anh ruột của nó là cái kiểu mà lật lọng lật lọng giữa chừng mà đòi mà đe dọa hăm he rồi này kia công khai thằng cường nó không có như vậy cho nên nó là thằng cường nó vẫn tiếp tục qua lại với lại chị quế trong cái sự ẩn khuất đó mà chưa có ai biết hết rồi cùng mà vẫn tiếp tục qua lại nhau cao điểm là có những cái bữa đêm á mà canh cái lúc mà chị chồng ngủ say rồi đúng không Tại vì hai đứa nhỏ tối là nó sẽ ngủ trong phòng của chị chồng Tại vì á là hai đứa nhỏ nó đã quen hơi chị chồng từ lúc còn nhỏ xíu là chị chị chồng một tay tắm rửa chăm chăm bớm cơm cho hai đứa nó nên thành ra tới lớn luôn hai đứa nhỏ nó quấn quýt theo cái người chị chồng hơn là chị chị Quế là má ruột nấu gì thành ra là tối hai đứa nhỏ nó ngủ chung phòng với lại chị chồng để chị chồng kể chuyện đồ này kia rồi ba người ngủ thì chị quế chỉ mới canh nó cái giờ mà chị chồng với hai đứa con của mình ngủ say chị mới lén lén rón rén mở cửa cho cường qua và hai người hú hí với nhau trong phòng ngủ quý vị không là đến mức độ là quý vị biết là cái sự gọi là ham muốn của cái chị quế này nó còn cao điểm đến mức độ là ban ngày ăn chưa đủ mà ban đêm còn lén 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 phén dẫn trai vô ăn nữa quý vị thấy chịu đời nổi không thì cái chuyện mà mình đi đêm có ngày gặp ma là cái câu đó ông bà nói là không bao giờ sai thật ra mà nói mình nói cái câu này đi đêm có ngày gặp ma nhưng thật ra là để ám chỉ rằng là không có cái chuyện gì mà mình làm trong bóng tối mà có mà nó không bao giờ lộ ra quý vị một ngày nào đó nó cũng lộ thiên thôi thì bây giờ là coi như cái ngày hôm đó thì cũng tưởng đâu là êm xuôi như bao ngày khác là cũng đáng lén ban đêm á Là dẫn ông Cường vô và hai người hú hí với nhau trổng rồi này kia vậy vậy rồi gần gần rạng sáng cỡ độ khoảng 3 giờ á Là mở cửa cho ông này đi về bên nhà ổng là cứ nghĩ vậy là êm à, Thì bây giờ ai ngờ đâu cái đêm hôm nay quý vị dẫn á, à, thằng Cường về hai người vô phòng mà đêm nay hai người giống như là có cái gì đó gọi là nó hơi bị thái quá cho nên là giống như là phấn khích quá cho nên thành ra là nó có cái gì nó có tiếng động lớn thì cái người chị cái người chị chồng này nè nửa đêm sau ngày hôm nay tự nhiên nửa đêm mới tự nhiên bả thổn thức bả ngủ không có được ngon cho nên là bả mới đi ra quý vị bả mới đi ra bả nghe tiếng động tức là bả ngủ không ngon á bả thức dậy bả nghe cái tiếng gì giống như là giờ này mà ai sầm xì sầm xì nói chuyện không mà cười hút hết hút hết thì bả mới lại đằng trước cửa phòng của nhỏ em dâu á à bả để cái lỗ tai sát vô để bả nghe coi ở trong là có phải bả nghe lộn không chứ giờ này nửa đêm thanh vắng mà sao em dâu nó ngủ mình trong phòng mà lại có cái tiếng đó hồi đầu bả tưởng đâu là chuyện tâm linh bả tưởng đâu là bả nghe tầm bậy tầm bạ ban đêm mà ngủ không được nghe tầm bậy quý vị cho nên là bà mới đặt cái lỗ tai vô cái cửa phòng của chị chị quế để mà em dâu để mà bà nghe à, thì bà bà nghe lúc này bà nghe cái giọng giống như ở trong phòng của em dâu có cái giọng đàn ông tức là nghe cái 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 âm thanh nó rất là nhỏ quý vị nhưng mà cái kiểu như là có thể đón già đón non đón ra được cái đó là giọng của đàn ông thì à, lúc này quý vị chị mới uh, nghi nghi là em dâu á, có cái gì mờ ám rồi chị mới gõ cửa phòng thì khi mà ở bên trong nghe cái tiếng chị gõ cửa phòng Thì bên trong im re luôn Im ơi là im luôn Và giống như là không có một cái cái tiếng động gì Giống y chang là đêm thanh vắng trở lại vậy đó quý vị Thì dĩ nhiên bây giờ chị gõ cửa rồi Mà bên trong á không còn âm thanh ồn nữa Mà cũng không ai ra mở cửa cho chị nữa Thì không lẽ giờ chị gõ nữa quý vị chỉ gõ nữa mà nếu như mà em dâu nó không có này kia đó Nó không có cái chuyện tầm bậy á, mà mình suy diễn lung tung á Thì chẳng khác gì là nửa đêm mình làm cho em dâu nó thức mình giật Nó giật mình nửa đêm đúng không rồi chưa kể là con em dâu nó còn nghĩ làm chị chị chồng nghĩ xấu nó đồ này kia thì cũng cũng này kia nó buồn đúng không cho nên là chị mới nhớ câu thằng em chỉ dặn chị là đừng có làm cho quế nó buồn tội nghiệp nó nó đã bỏ gia đình để nó đi theo em mà kiểu dạng vậy cho nên là khi mà chị gõ cửa nhấp thử vài ba cái thì khi mà chị gõ vài ba cái vô vậy thì chị nghe bên trong không còn tiếng nữa mà cũng tối thui mà cũng không ai ra mở cửa thì chị cũng im luôn chỉ giả vờ như là thôi kệ đi chắc là chị nghe lộn quý vị và chỉ đi vô phòng chị ngủ và cái đêm hôm đó như vậy xong rồi thì những ngày sau á, là chị quế này chỉ không dẫn anh cường về nhà nữa tại vì chỉ biết bây giờ là đã bị sự nghi ngờ là không dẫn về ban đêm nữa nhưng mà ban ngày hai người bắt đầu tiếp tục là duy trì dẫn về nhà hú hí mà bây giờ tần suất dẫn về nhà hú hí nó nhiều thay vì hồi trước á, ví dụ một tuần dẫn về hai lần ba lần nhưng mà bây giờ là hầu như ngày nào cũng liên tù tì dẫn về là tại vì bây giờ ban đêm không có ăn rồi thì ban ngày phải ăn cho ấp lẫm quý vị cho nên bây giờ ngày nào ban ngày cũng dẫn anh cường về nhà và hú hí tầng tiệu hết thì tới một cái ngày đẹp trời quý vị ở trong nhà hú hí với anh cường ngày hôm nay mà lúc mà vô cao trào quá cái cửa phòng đóng nó không có được sát thì cái thằng con trai á cái thằng con trai của chị là thằng con trai nhỏ đó nha nó mới kiểu như nó đi nó đi ngang qua cửa phòng của ba má nó là cái cửa phòng ngủ của ba má đó thì nó nhìn thấy cái cảnh má nó trần như nhộng ở trỏng quý vị với lại cái à, à, thằng cường à, quý vị không? nó thấy luôn nó nhìn he hé qua cánh cửa nhìn vô nó thấy nhưng mà kiểu như là nó nó thấy như vậy thôi nhưng mà con nít mà quý vị con nít con nôi có biết cái gì mà lúc đó mà thời thời đó nữa con nít con nôi đâu có biết cái chuyện đó là cái chuyện mà bại hoại gia phong đâu đâu có biết đâu nó chỉ nghĩ là đơn nó chú lúc đó nó chỉ thấy ngạc nhiên á là tại sao hai người này không mặc đồ mà ở trong phòng thôi chứ nó đâu có biết cái chuyện gì đâu thì bây giờ là thấm thoát quý vị một năm trời hơn bây giờ thì anh thông ảnh đã được thả trả tự do về của gì à, thời gian mới đó mà chưa hết đã một năm rồi bây giờ anh thông ảnh về thì khi mà ảnh về bắt đầu ảnh nghe chị ảnh kể lại cho ảnh chị ảnh nói cho ảnh nghe về cái chuyện này chị chị ảnh có cái sự nghi ngờ ở quế là tại vì bữa hôm vậy 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 thì anh thông anh nghe chị anh nói anh nghĩ là chị ảnh chắc là tại vì á uh, ghen giùm cho em trai mình thấy không xin nghi giùm cho em trai mình tại vì thấy á là em trai mình đi lâu quá cho nên sợ của em dâu á nó thai lòng đổi dạ thì ảnh nghĩ trong bụng là chị mình lo cho mình quá rồi chị mình suy diễn lung tung thôi chứ thật ra là vợ mình không có như vậy tại vì ảnh tin vào tình cảm của chị quế là tại vì ngày xưa chị quế dám bỏ gia đình giàu có để đi theo ảnh mà chẳng lẽ nào ngày hôm nay vợ chồng sống với nhau hơn cả chục năm không lẽ chỉ thay lòng đổi dạ quý vị à, cho nên ảnh tin ảnh tin vợ ảnh tuyệt đối luôn thì khi mà nghe chị chị ruột nói rồi ảnh không có tin ảnh bác bỏ thì uh, nói là bác bỏ thôi nhưng mà một cái ngày đẹp trời quý vị thằng con trai của ảnh khi mà ảnh về thì dĩ nhiên là hai đứa con ảnh nó quấn quýt với ảnh thì cái thằng con trai nó mới kể cho ảnh nghe nó nói là nó thấy bữa hôm má nó dắt chú kiên về rồi dắt chú cường về đó dắt về đây nè rồi xong rồi đi vô trong phòng của ba mẹ đó rồi ở trong đó khóa trái cửa trỏng lâu lắm xong rồi một lát sau mới ra à, thì nó mới kể cho cha nó của nó nghe nó kể cho anh thông nghe là dắt chú kiên à, rồi dắt chú cường nữa có khi dắt chú cường về nữa mà nó mới kể một cái tình tiết như vậy nó nói là có một lần con đi ngang qua phòng con thấy mẹ à, đóng cửa không có xác con mới định lợi con đóng cửa thay cho mẹ thì con nhìn vô con thấy là mẹ không có mặc đồ mà chú cường ở bên trong cũng vậy thì lúc này á là con con thằng con trai nó nói vậy mà con nít nó nói thì đời nào mà sai quý vị con nít làm sao nó biết dựng chuyện cho nên là anh thông ảnh nghe như vậy rồi ảnh đúc kết lại là chị ruột của ảnh nói nữa. Thì bây giờ ảnh nổi lên cái sự nghi ngờ rồi quý vị, bây giờ ảnh nghi rồi nha, hồi đầu chị nói thì phản bác nhưng mà bây giờ con nói là phải tin. Tại vì con nít mà người ta nói là ra uh, ra đường thì gặp người già hỏi nhưng mà về nhà thì gặp nít hỏi là chính xác. Thì lúc này quý vị, ảnh mới bắt đầu giả vờ nha, sau khi về rồi ảnh mới giả vờ mặc dù á là ảnh đã rút quân rồi, tức là sau khi mà tự ở ngoài kia được thả về thì bây giờ là ảnh đã gì nghỉ ảnh không có làm mà tài xế lái mà xe đi cửa khẩu nữa nhưng mà ảnh giả vờ ảnh nói với vợ ảnh á là bây giờ ảnh có một cái chuyến hàng ảnh đi chắc cũng phải mất mấy ngày anh mới về ảnh giả vờ ảnh nói vậy quý vị à, cho nên ảnh lại tiếp tục diện cớ ảnh giả vờ ảnh nói anh đi xa nữa thì uh, bắt đầu ảnh đi như vậy và ảnh canh quý vị thật ra mà nói là ảnh đâu có đi ảnh chỉ là canh thôi ảnh chỉ đi đi trốn để mà lẫn trốn để mà canh con vợ ở nhà dẫn trai về nhà thôi thì y chang luôn quý vị khi mà ảnh canh và ảnh đã phát hiện được á, là vợ ảnh chị quế nè dẫn thằng cường về nhà ban ngày và hai người hú hí ở trong đó và khi mà ảnh về á ảnh tông cửa vô thì ảnh thấy hai người đang quấn nhau trên giường đó thì mọi chuyện bây giờ nó vỡ lẽ hết rồi bây giờ chị quế đâu có chối được thì chị quế mới bắt đầu là quỳ lại gian xin ảnh quỳ dài 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 luôn quỳ mà lại dài 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 ở trong khắp ở trong nhà luôn quý vị ảnh đi tới đâu là chị quỳ tới đó giống y chang như là chỉ như là là là, là gian sinh ảnh là tha thứ cho chị à, chị nói là chị chị khóc bù lu bù lo chỉ nói là tại vì chồng chồng đi cách biệt quá lâu đi cho nên là em ở đây chịu không nổi nên là em có cái sự suy nghĩ dại dột chứ thật ra là trong tim em chỉ có một mình chồng thôi quý gì không à, bây giờ anh mà mà bỏ em là em quyên sinh đó bả lại tiếp tục bả lấy cái quyên sinh ra để bà đe dọa nữa thì à, anh thông ảnh mới lúc này quý vị ảnh mới tức tối, tối quá ảnh cảm thấy anh bị cấm sừng ảnh tức quá ảnh mới nói á, là ảnh sẽ đi uh, làm hồ sơ giấy tờ để mà ly hôn. Ảnh nói là ảnh nhất định là ảnh phải làm đơn ly hôn chị chứ. chứ nếu mà ảnh không thể nào sống tiếp với cái người vợ không đon chính không. Thì cái chị này á chỉ mới khóc bù lu bù lo mà không thuyết phục được quý vị. Cho nên á là bà chạy ra sau nhà có thuốc rầy tại vì chị chị chồng là đi làm nghề uh, trời nông mà, đi làm nghề uh, cái lúa mà ở nhà có thuốc rầy quý vị bả lấy thuốc rầy bả chơi vô thì khi lúc này anh thông á ảnh cứ nghĩ ở đầu vợ mình đe dọa thôi nhưng mà ai ngờ đâu bả làm thiệt thì giống như đàn ông mà thật ra sâu trong tâm anh thông rất là thương chị quế thương lắm quý vị ơi thương vô cùng nhưng mà bây giờ chính vì thương quá mà con vợ làm mình như vậy mình mới tê tái tâm hồn đó mà bây giờ khi mà anh vợ á nó thiệt sự là nó đòi quyên sinh vì là nó không muốn mất mình thì giống như một chút gì đó trong lòng anh ảnh cũng có cái sự dây dứt của gì mà cộng thêm là anh nhìn qua hai đứa con Bây giờ nó cũng đang 8, 9 tuổi, 9, 10 tuổi Cái tuổi này là chuẩn bị à, Gọi là ổn định, dần dần phát triển tâm lý Mà bây giờ không lẽ nào ba mẹ chia tay Rồi gia đình lộn xộn ngay trước mặt con Vậy thì cũng tội cho mấy đứa nhỏ Tại vì quá khứ ảnh ngày xưa Ảnh cũng đã từng sống trong một gia đình Mà nói chung là gia cha mẹ lao động rồi Nói chung là cũng có chửi lộn qua lại với nhau Ảnh cũng biết là sẽ có những cái ám ảnh đó Nên ảnh không muốn con ảnh bị dày quý vị thì ảnh trong lúc mà đưa vợ vô bệnh viện ảnh ngồi ảnh suy nghĩ rất là nhiều thì ảnh quyết định á là ảnh sẽ hồi lại ảnh không ly hôn ảnh sẽ ở tiếp nhưng mà chỉ có điều là ảnh nói tuyệt nhiên là ảnh không đụng vô người chỉ có nghĩa là vợ chồng ở chung nhưng mà ảnh không đụng vô người chỉ thì nói là làm luôn anh thông ảnh không đụng là không đụng tối là ảnh ngủ riêng ảnh không ngủ chung thì sống mà vợ chồng bây giờ cơm lạnh canh nguội quý vị nhưng mà trong lòng của ảnh ảnh vẫn còn rất là sùng máu điên không cho nên ảnh mới đi qua nhà của cái ông chú ảnh ảnh qua để mà ảnh kiếm chị ông chú ảnh để mà ảnh chửi à, là tại sao á chú ảnh lại dạy ra cái thằng con trai á kiểu như bất ngỉnh bất ngãn tối ngày chỉ biết cặp với đàn bà để mà xin tiền đàn bà bấm với vái đàn bà không thì ảnh qua ảnh chửi ảnh sỉ nhổ thằng cường trước mặt à, ba của nó là chú của mình thì bây giờ cái ông đó thì ổng đã gì hồi nào giờ là ổng đã đố kỵ rồi ổng thấy anh thông á ổng à, à, thấy là anh thông á à, tại sao mà thành công vậy còn con ổng á là thân vợ cái thứ thất bại vậy là ổng đã ghìm trong bụng rồi ổng sĩ diện rồi mà bây giờ tự nhiên bị thông qua chửi vô mặt vậy rồi nói nặng nói nhẹ rồi rồi này kia thì ông này ổng có cái ý định là ổng ngang ngược luôn cái gì thay vì là con ổng sai sợ sờ ổng sẽ không có binh nhưng mà vì là ổng ghét anh thông ổng thấy anh thông hơn con ổng mà anh thông bây giờ qua giống như là dây dế là cháu mà qua chất vấn chú vậy ổng bây giờ giống như ổng cố tình ổng nói ngang ngược luôn ổng mới ổng mới chỉ mà anh thông ảnh nói là nếu như vợ mày đoan chính á, thì con của tao có vụ cũng không có được quý vị không rõ ràng là vợ mày cũng là thứ đàn bà trắc nết lăn lòn cho nên á, là con tao á, à, ngược lại bị vợ mày dụ chứ không phải là vợ mày á, là bị dụ à, cái này á, là giống như là giai giới là chú À, tao không bảo vệ con tao tao không qua tao nói ngược lại thì thôi mà đằng này mày qua tận nhà mày chỉ vô mặt chú mày mày chửi thấy không thì bây giờ là ông này ông binh ngược lại quý vị ông nói là thằng cường đúng Ông nói là thằng con ổng không có sai tại vì con nhỏ này không đon chính con nhỏ này dụ thằng con ổng vô cái con đường mà mà ăn tạp tạp nham chứ không phải là tại vì còn, thằng con ổng muốn vậy đó bây giờ ổng bao che ổng binh thì dĩ nhiên là trong cái sự dằn co qua lại rồi, rồi rồi binh vậy thì thằng cường nó ở đó luôn vậy, nó mới thấy là à, à, tại sao mà hôm bữa đó nha hôm bữa là nó thấy là nó sai nhưng mà bây giờ ngược lại á là nó thấy ba nó bị cái thằng anh này ức hiếp á nó nổi điên lên nó mới bắt đầu á là nó nó chỉ vô mặt anh thông nó nói là bây giờ á nếu như mà ông có kiện tôi á ông kiện thì tôi đi hầu chứ mà tôi á là tôi cũng không chịu thừa nhận là tôi sai đó quý vị không bây giờ hôm bữa đó là hằng cường nó không có nói vậy hôm bữa lúc mà mới mà bị phát hiện nó ngoại tình với lại vợ anh thông á thì lúc đó nó xin lỗi dữ lắm quý vị nó xin lỗi nó ăn năn nó không có nó nhận lỗi ok dữ lắm dữ dội lắm nhưng mà bây giờ khi mà cái ngày hôm nay qua bên đây nói chuyện với ba nó Để mà dạy nó lại thì nó lại ngược lại Nó chỉ vô mặt ảnh nó nói là nó không có sai Ba của nó thương nó, ba nó nói cái điều đó là đúng Nó đâu có sai gì đâu Tại vì vợ của ảnh là cái thứ đàn bà à, lăn loàn lẳng lơ Cho nên là nó mới như vậy Chứ nó không có phải là cái người này kia này kia à, Bây giờ ngược lại nó nói ngược lại hoàn toàn Thì dĩ nhiên một cái người đàn ông như anh Thông Đã bị vợ mình cắm sừng Mà bây giờ á không được nhận cái lời xin lỗi mà thật tâm thì thôi mà đằng này còn bị người ta nói ngược lại là tại vì vợ mình không đoan chính mới mới vậy bây giờ ngược lại người ta lại bắt mình á phải xin lỗi người ta nữa Ơ quý vị thấy coi lạ lùng không thì anh thông anh mới nổi điên lên và bắt đầu trong cái sự giằng co ảnh mới có gì ảnh mới có thượng cẳng tay hạ cẳng chân với lại anh cường hai đứa có cái thử có có sự đánh nhau và bắt đầu là được mời lên phường uống nước trà liền chứ sao vậy gây mất ồn ào mất trật tự công cộng mà đưa lên phường uống nước trà thì khi đi lên trên đó thằng cường nó uh, khi mà người ta hỏi câu chuyện thì thằng cường nó mới nói là nó không sai tại vì vợ của anh thông á là cái người mà có chủ đích á là mời nó về nhà và uh, dụ nó giống như là uh, lẳng lơ nó này kia này kia này kia gù quến nó chứ nó không có phải là cái người chủ động để mà dụ cái người vợ anh thông thì cái lúc này quý vị chị quế á chị mới uh, giống như là ngồi tại đó cùng với lại chồng mình luôn uh, lên trên đồn để mà bốn mặt nói chung là đầy đủ mặt mũi để mà ngồi nói chuyện với nhau thì chỉ mới nọ người ta mới hỏi chỉ là có thật sự như những gì mà cái cậu này nói không thì thay vì là chỉ nói đúng đúng không thì bây giờ chỉ lại nghĩ trong bụng là nếu giờ ngay tại đây ngay tại đồn mà mình nói á là thật sự là mình là cái người đàn bà mà dụ gù quến đó thì chẳng khác gì là mình bôi tro trét trấu lên mặt chồng mình nữa hay không tội nghiệp ổng quá cho nên là chị mới thấy là bây giờ mình mới nhờ mình mới năn nỉ quỳ lại chồng mình đừng có ly hôn mình là mới đây thôi mà không lẽ bây giờ mình nói ra cái câu đó là chắc chắn ổng đồ ổng ly hôn mình liền cho nên là bây giờ ngồi tại trong đồn cái gì chị mới nói gì chị nói à, không tôi không có này kia mà ngược lại là cậu này dụ dỗ tôi cậu này á là giống như là à, ham ham muốn cái chuyện đó rồi cậu này gù quến tôi biết tôi á là gì ở nhà không có chồng bên cạnh giống như thiếu hơi cho nên á là ảnh cậu này là cái người gù quến tôi trước chứ tôi làm sao tôi gù quến cậu này trước không thì bây giờ ngồi trong đồn chỉ mới dứt giác lại một chút cái lòng tự tôn cho chồng mình là anh thông chỉ mới nói cái kiểu mà trở quẻ vậy thì thằng cường bây giờ nó nổi điên lên nó mới xì ra cái chuyện ngay tại đồn nó xì ra nó nói à, bây giờ nếu mà chị á dám mà dạng như là, gọi là nói mà dạng như được ăn cả ngã vậy không á, nếu mà bây giờ chị chơi cái chịu kiểu đó thì tôi nói thiệt luôn à bây giờ kêu anh, kêu anh kiên lên đây đi anh kiên làm chứng anh kiên cũng là cái người ăn nằm với chị nè này kia này kia thì bây giờ là lên trên đồn là khai ra hết cái gì thì khi này lúc này quý vị là thằng cường nó khai ra luôn cái chuyện là ông, à, ông anh của nó cũng đã ăn ở với lại cái bà à, chị quế này luôn thì bây giờ chị quế giống như chị bẻ mặt ở trên đồn quá hồi nãy mình mới nói dớt dát cho thằng chồng mình đây mà bây giờ bị thằng cường nó lôi cái vụ thằng kiên ra rồi xong rồi cái công an người ta mời anh kiên xuống để, để mà nói chuyện thì khi anh kiên xuống á, là bây giờ đủ mặt hết trơn rồi nói chuyện thì anh kiên ảnh mới nói là ảnh có bằng chứng đó là có những cái phút giây ảnh có ghi hình ảnh lại là ảnh với lại chị quế ăn ở nhau ảnh có quay video lén lại quý vị không ông này ổng có hơi cái gì ổng có hay 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 thích là giống như lưu trữ video để lâu lâu xem lại ba cái cảnh vậy 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 thì ổng có lén lén ổng đặt điện thoại ở một cái góc và ổng quay lại những cái cảnh ổng với chị quế vậy nhưng mà ổng giấu riêng cho ổng thôi nhưng mà ngày hôm nay là bị mời lên trên đây rồi công à, giống như người ta hỏi có thật sự không thì bây giờ ổng đem bằng chứng ra cho người ta coi thì ngay tại đó anh thông ảnh quá là bẻ mặt quý vị ảnh bẻ mặt vô cùng luôn đó là tại vì ảnh không ngờ vợ ảnh cùng lúc mà ăn nằm với lại hai cái thằng là anh em mà gì anh em cho chú chú bắt buộc với mình mà hai cái người này là chơi thân với mình từ hồi nhỏ tới giờ nữa mà bây giờ gì con vợ mình mà bây giờ anh em sức mẻ hết trơn quý vị không họ hàng sức mẻ luôn thì uh, lúc này quý vị bằng chứng nó đành trành ra đó thì bây giờ dĩ nhiên là người ta ở ngay tại đồn nó ai cũng biết là chị quế là cái người đàn bà lăn lòn đó quý vị không thì anh thông ảnh bẻ mặt ê chề và sau đó thì bị giết tường trình và phạt tiền anh thông nói anh thông á là gây gối mất trọng tự à, anh thông phải đi về kiểm điểm rồi phạt tiền đi về thì dĩ nhiên một cái người đàn ông bị vợ mình làm bôi tro chết trấu vậy hồi đầu tưởng đâu cấm có một cặp sừng thôi bây giờ lòi thêm cặp sừng thứ hai nữa mà trong cái quá trình mà lúc mà lấy lời khai đó nó lại còn lòi ra nữa là thằng cha kiên á cha kiên á nha thằng cha kể ra thêm nữa người ta chả cai thằng khai thêm đầu dây mối nhợ nữa là thì ra đó quý vị trước khi mà ăn nằm với anh 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 kiên xong mà trước khi ăn nằm với anh kiên á là cái chị quế này đã từng á ăn ở với một cái thằng đó cũng là dân chơi đánh bài luôn có gì không có luôn mà thằng đó nó còn rất là trẻ mà thằng đó nó ở cái shop khác nó tới đây nó chơi đánh bài tức là thằng đó nó ở xóm khác nó tới đây nó cho đánh bài thằng đó con nhà giàu thằng đó con nhà giàu có còn trẻ lắm quý vị mà nó ở xóm khác nó qua đây nó cho đến bài và chị quế cũng gù quến nó và hai người cũng có đi khách sạn thì bây giờ cái chuyện đó anh kiên anh biết là do cái thằng đó đó nó kể cho anh kiên nghe à thì bây giờ là khi mà được mời lên đồn xong thì anh kiên anh khui ra thêm chuyện đó thì bây giờ anh thông anh nghe ra là anh mới biết là con vợ ảnh á nó quậy đục nước ở đây luôn có nghĩa là nó chơi ảnh lên đầu là tới 6 cặp sừng lận chứ không phải là ba à, cặp sừng lận chứ không phải là chứ không phải là có một cặp lần cường mà bây giờ lòi ra thêm là gì rồi lầu ra thêm kiên rồi là lầu ra thêm cái thằng mà đánh bài sống trên á quý vị không thì bây giờ là anh thông ảnh cảm thấy ảnh chịu không nổi nữa rồi, hôm bữa ảnh đòi là ảnh anh, hôm bữa là ảnh định không ly hôn. Nhưng bây giờ chịu đựng con vợ mà bá dơ thì chịu không nổi nữa rồi, ảnh mới quyết định là ngày hôm đó về là làm đơn ly hôn luôn. Và sau khi mà làm đơn ly hôn xong á, ảnh mới gửi gắm hai đứa con ảnh á cho cái người chị ruột của ảnh á là không chồng á chị ruột ảnh chăm hai đứa con. Và căn nhà đó đó là ảnh để lại cho chị ruột ảnh tại vì căn nhà đó là ngày xưa là trên miếng đất của ông bà để lại nên là căn nhà đó đó anh thông ảnh coi như đó là một phần quà ảnh xây mới căn nhà lại giống như một phần quà ảnh tặng cho chị ảnh tại vì chị ruột ảnh thời gian qua phải hầu hạ cái đứa em dâu mà cái kiểu mà dạng như em dâu mà bất nhân vậy nè phải hầu hạ em dâu bao nhiêu năm qua mà còn phải chăm hai đứa con của mình trong thời gian mình đi làm xa nữa thì anh thông ảnh coi như cái chuyện mà ảnh xây cất căn nhà hai tầng đó lên bây giờ là phần quà ảnh cho chị của ảnh để chị ảnh sống trong căn nhà khang trang và nuôi hai đứa con cho ảnh còn chị quế thì ảnh xử lý bằng cách đó là ly hôn xong thay vì bán nhà để mà chia tài sản thì bằng bây giờ ảnh đã chốt căn nhà đó này kia ảnh để cho chị ảnh ngồi thì bây giờ ảnh lấy hết tất cả tiền mà ảnh dành dụm trong cái khoảng thời gian sau khi mà ảnh xây được nhà đó ảnh lấy tất cả tiền đó ảnh đưa hết cho chị quế luôn ảnh để là ảnh nói với chị quế một câu là bây giờ đường anh anh đi đường em em đi ngày xưa đó em đến với tôi em kể là má của em lăn loàn má của em á à, ngoại tình bỏ ba em rồi má em á cặp với cái ông bồ việt kiều bên mỹ đồ này kia tình nhân ở bên đó rồi xong rồi trong thời gian ông bồ việt kiều bên mỹ á sống xa má em má em ở đây á mỗi lâu lâu là dẫn trai về nhà ăn ở trong nhà em thấy luôn em nói với tôi như vậy mà tôi nghĩ rằng em nói như vậy thì em sẽ không như vậy nhưng mà không ngờ đâu á bây giờ em lại còn tệ hơn cả má em nữa đó là em ăn ở với lại hai cái người em chú bác ruột của tôi có gì không thì anh thông ảnh nói mà anh rơi nước mắt quý vị xong rồi là anh mới nói một câu bây giờ em làm ơn em buông tha tôi đi với lại em buông tha tụi nhỏ đi em đừng có nên em đừng có nên là lợi gần hai đứa con của tôi để mà em cấy vô trong đầu của nó những cái điều mà tâm tối của em phải không thành ra bây giờ coi như là em thương tôi à, em thương con em có chút tình người á thì em em nhận tiền này rồi em bỏ xứ em đi đi rồi em kiếm em lấy cái tiền này em mua nhà rồi em muốn ở à, xây ở đâu đó em mở em ở rồi em muốn làm gì em làm từ giờ về sau á mạnh ai nấy sống em đừng có phiền tôi với lại hai đứa nhỏ nữa thì coi như từ đó về sau vậy là bà quế này ba ôm cái cục tiền đó bà cũng thấy bà có lỗi quá mà cho nên cuối cùng bà ôm cục tiền của anh thông đưa lại cho bà hết á à, dành dụm đưa hết bà ôm tiền đó bà bỏ xứ bà đi mà không biết bỏ xứ nào nói chung là đi biệt tích luôn á chị và từ đó về sau thì anh thông á ảnh quay trở về là làm tài xế lái xe đường gần đúng không tức là lái vòng vòng trong khu vực ở trong tỉnh này thôi trong trong cái chỗ mà anh sống ở quê thôi và ảnh à, mỗi ngày về á là cái niềm vui của ảnh là là hai đứa con bởi vậy cho nên ông bà có cái câu á là lấy vợ lấy chồng phải xem vòng xem giống cái đó là đúng chứ không bao giờ sai thì thú vị là đến đây thì video hôm nay xin được phép khép lại giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị trong một video kế tiếp thì thú vị